Sẽ là một sai lầm không thể tha thứ nếu một quốc gia thành viên ngăn cản tư cách thành viên của một quốc gia khác. Quốc gia vốn sẵn sàng nỗ lực hướng tới an ninh chung của chúng ta. Thụy Điển mang lại khả năng to lớn cho NATO trên mọi lĩnh vực. Hungary ngay bây giờ phải hành động để hoàn tất quá trình gia nhập của Thụy Điển. Đó là lời thúc giục Hungary phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập NATO của Thủ tướng Ba Lan và Ngoại trưởng Mỹ sau nhiều áp lực, Hungary cuối cùng cũng đã sẵn sàng cho việc phê chuẩn. Sau khi người đứng đầu nhóm nghị sĩ của đảng cầm quyền Hungary cho biết, vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự tại phiên khai mạc quốc hội vào ngày 26 tháng 2. Thông báo được đưa ra sau khi có tin thủ tướng Thụy Điển Kristensen dự kiến sẽ thăm Budapest vào ngày mai. Chuyến thăm được xem là cơ hội tốt để Thụy Điển giải quyết những bất đồng với Hungary, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến vấn đề dân chủ. Theo Thủ tướng Thụy Điển, sẽ có một cuộc đối thoại chính trị chuyên sâu trong chuyến thăm để hài hòa các lợi ích của đôi bên. Còn với Thủ tướng Hungary, ông đã bày tỏ vui mừng khi sắp được chào đón người đồng cấp Thụy Điển tới thăm. Sau một thời gian, hai bên đã nỗ lực khôi phục niềm tin. Cùng với Thủ tướng Thụy Điển, chúng tôi đã thực hiện các bước quan trọng để khôi phục niềm tin. Chúng tôi đang đi theo hướng mà khi bắt đầu phiên họp mùa xuân của Quốc hội, chúng tôi có thể phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO với chuyến thăm của người đồng cấp Thụy Điển. Ngoài việc thảo luận về tư cách thành viên NATO, Thủ tướng Hungary còn muốn hai bên cùng thảo luận về cách tăng cường hợp tác chính sách an ninh quốc phòng, cũng như kế hoạch của Hungary cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu sắp tới. Theo truyền thông địa phương, một thỏa thuận quốc phòng mới có thể được ký kết giữa Thụy Điển và Hungary trong chuyến thăm này. Giới quan sát cho rằng hiện có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy Quốc hội Hungary có thể thông qua việc chấp thuận để Thụy Điển vào NATO. Tuy nhiên, khi chuyến thăm Hungary chưa diễn ra, và cuộc gặp của lãnh đạo hai nước chưa kết thúc thì vẫn chưa rõ hai bên có giải quyết được những bất đồng vốn có và Thủ tướng Thụy Điển có thành công thuyết phục được đa số nghị sĩ Hungary chấp thuận việc nước này gia nhập NATO hay không. Bởi cuối tuần qua, chính phủ Hungary thậm chí còn từ chối gặp phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến nước này với mục đích gây thêm sức ép lên chính phủ Hungary vì Thụy Điển.